Rồi, hôm nay là mình lắp cái mạng cáp quang ha, rờ bông của FPT. Đây là con rờ bông Internet AC 1000F ha mọi người. Đây, chút anh kỹ thuật này sẽ gắn cho mình ha. Đó, hotline ha. Thì sau khi gắn con rờ bông này xong ha, mình sẽ đi flip nó. Thì cái cổng LAN nó thì mình sẽ ghim vô một cái con router khác ha, ghim như cổng WAN của một con router. Ở đây mình sử dụng con Teulin ha, đây là username mà password là mình nhớ ha. Đây chút mình đăng nhập vào mình cấu hình flip cho nó đó. Đây mình giới thiệu với mọi người sơ ha về cái con Rebon của FPT rồi gì thôi đó. Rồi sau khi anh kỹ thuật mà gắn xong thì mình sẽ tiến hành flip cho nó nha mọi người. Ok, mọi người chờ mình tí khoảng 15 phút nha. Để anh kỹ thuật anh lắp xong rồi mình flip. Ok. Rồi, ok ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi mình flip cái modem của FPT ha mọi người. Rồi, cụ thể đó là con húp AC1000F ha. Rồi sau khi mình flip xong thì mình sẽ dùng một con ở đây mình có sẵn con T-Blink ha, mình sẽ sử dụng con T-Blink làm demo ha. Rồi tương tự những con Retest hay là BFSense nào thì mình cũng làm tương tự ha. Rồi trước tiên mình sẽ đi pick cái con Rebon của FPT ha mọi người. Giờ để mình kiểm tra cái IP cái ha. Rồi IP của cái. Rồi con Rebon của FPT là .1 ha. Rồi thì mình đăng nhập mình như bắt gọt ở dưới con modem carbon ha mọi người. Rồi log in. Rồi thì ở đây thì chúng ta chỉ cần cấu hình như thế này thôi. Nhớ wifi thì mình disable ha. Tại vì mình mở nó cũng không có tác dụng gì thì mình disable đi cho nó gọn. Hai cái băng tần ha. Rồi tiếp theo LAN thì mình cũng đi đít cái serbo và DHCP luôn ha mọi người. Rồi tại vì mình không đít serbo thì trong một số cái tình các trường hợp nó sẽ gây lỗi, mình cũng bị vài trường hợp ha. Rồi trong cái mục internet nè, đây là cái cao kết nối của chúng ta ha. À, cái password cái này nếu chúng ta không không biết thì chúng ta gọi điện thoại lên FPT ha, đọc cái số hợp đồng á, hoặc là cái username mà họ sẽ trả lời chúng ta ha. Rồi ở đây thì của FPT thì không có bị VLAN ha. Rồi ở đây chúng ta chỉ cần chọn connection type nè, chọn brick mode. Rồi chúng ta bấm nút save lại thôi. Rồi như vậy là mình đã chuyển sang chế độ brick mode cho cái con modem của FPT rồi đó mọi người. Giờ công việc tiếp theo là chúng ta sử dụng con router T-Blink ha. Ở đây là mình sử dụng con 841N ha. Mình kết nối quay BBOE trực tiếp nha. Rồi giờ mình sẽ đi lấy con T-Blink này. Rồi tiếp theo mình sẽ đi cấu hình con T-Blink ha mọi người. Đây là con T-Blink ha. Đây là con T-Blink này. Rồi giờ mình mới có ghim ghim nguồn thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cọng dây cáp ha để mình ghim từ máy tính cho đến con router nha. Đây mình chỉ có một tay thôi, tay cầm máy, một tay cầm cáp. Đây con mình ghim vô
máy tính của mình ha. Rồi đầu còn lại thì mình ghim vô cổng len nha mọi người. Con teo linh này thì nó có cổng một, cổng quan nè, bốn cổng len ha. Thì từ máy tính rồi mình sẽ ghim cổng dây màu trắng nè, khỏi lộn ha. Vô cái cổng len thế mình ghim xong mình quay. Ok ha, mình ghim cho bọt số 4 đi. Rồi bọt nào cũng được. Rồi còn cái cổng quan á, thì chúng ta sẽ dùng một sợi dây mình gắn từ cái modem Rbon của FPT ha. Một đầu là từ cái con Rbon của FPT, tại con Rbon mình để ở bên ngoài nó hơi xa, kéo con dây vào ha. Đầu còn lại mình ghim vô cổng quan. Có một tay nên nó hơi khó. Rồi. Rồi, đây là con teo linh chúng ta ha. Rồi, một cọng dây thì nối từ cụ thể đây là cọng dây màu cam. Chúng ta sẽ nối từ con modem Rbon của FPT ha đến cổng quan của cái con teo linh. Để chúng ta tiến hành quay PBUE ha. Mình sử dụng một cái cọng dây màu trắng nối từ máy tính ha đến cổng LAN của con TP-Link ha. Rồi sau khi mình đã đấu xong dây nhợ ha, bây giờ mình sẽ tiến hành cấu hình nha mọi người. Cấu hình con TP-Link này sẽ quay PBUE ha, kết nối trực tiếp. Rồi sau khi gắn dây xong ha, thì mình sẽ đi tiến hành cấu hình cho cái con TP-Link ha mọi người. Rồi trước tiên mình mở kiểm tra coi IP nó cấp chưa ha. IP config. Rồi thì là lúc nãy con sờ bông là của FPT là .1.1 ha. Giờ con TP-Link này là .0.1. Rồi mình sẽ tiến hành kết nối vô con TP-Link ha, 192.168.0.1. Thì cái này mặc định user là admin ha mọi người. Con này mới mình chưa đặt nha. Rồi ở đây để kết nối quay PBUE thì chúng ta sẽ chọn mạng ha. Rồi đơn giản chỉ chỗ này thôi nha. Đây chúng ta chọn PBUE ha. Rồi đây chúng ta nhập username và password của FPT. Thì lúc nãy mình đã có chỉ mọi người ha, SG gì đó tùy nhà cung cấp ha. Mình cũng đã có lưu lại rồi. Đây, username của mình ha. Nhớ chính xác cho mọi người. Rồi, password. Xác nhận mật mã. Ok. Rồi mình để mặc định ha, luôn luôn kết nối. Ok. Mình bấm lưu cái ha. Nhớ chính xác nha mọi người. Rồi lưu. Rồi sau khi chúng ta bấm lưu xong á thì chúng ta phải lấy điện thoại ha, chúng ta gọi lên cái tổng đài của FPT á, gặp hỗ trợ kỹ thuật á. Rồi chúng ta nhờ các anh kỹ thuật trên đó cập nhật dùm cái địa chỉ MAC ha, hay chúng ta gọi là MAC address á, tại vì FPT nó quản lý theo MAC address thôi mọi người. Tại vì đơn giản là cái con Rbon của chúng ta thì nó có một cái địa chỉ MAC, nó đã gán vô trong hệ thống của FPT rồi ha. Bây giờ chúng ta đã đổi cái con TP-Link á, thì con TP-Link sẽ có một cái địa chỉ MAC khác. Thì chúng ta điện thoại lên nói nhờ anh kỹ thuật mình mới đổi con router, nhờ cập nhật dùm cái MAC. Rồi sau khi anh bấm OK cái là nói xong rồi là mình sẽ kết nối được ha. Rồi thì mình cũng đã gọi điện thoại rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nè, vô một trạng thái nè. Rồi quan mình đã kết nối ha.
IP BOE. Đây, giờ mình go vô YouTube cho mọi người xem. Đây, vào TV. Rồi, ok ha. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cách viết cái con ribbon của FPT ha. Đây, lần sau mình sẽ làm của VNPT cũng như của Viettel ha mọi người. Rồi, mình kết thúc cái video clip tại đây nha. Mình hẹn gặp mọi người vào video clip tiếp theo của mình ha. Rồi, xin chào mọi người nha.